Em video cho nó xử lý anh. Mình chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Nếu mà con nó bị ngạt hay bị làm sao thì mình mới phải hỗ trợ. Còn cứ để con mẹ nó làm việc của nó. Được 4 nhóc rồi. Ok nha, chào mọi người nha.